đẩy những cú Ôi, bắn pha rồi này. này. Simple đã đi được quá nửa chục mid rồi. Nhưng chiếc Ui, bạn bóng này nó vẫn đánh còn đơn chưa giản. kế Bên nào. kia có cứu Đây bom sẽ không? là Bên kia cú không có đá kit thì rất cứu cái căng ấy thẳng nhở? giữa cả hai đội tuyển này mà thôi. Bên Navi làm gì có Và kit? sút rất nhanh dành cho các thành viên của team Navi FaZe không có kit đâu anh em Clan. ạ. Vẫn đang đợi đồng đội về, trong đó Simple sau khi nghe ra những cái động thái của đối phương thì cũng đang chủ động di chuyển lên. Carrigan sẽ là người đối đầu trực tiếp với Simple. À, thứ. Đây là một PA50 góc cây rất đẹp, Simple lộ bóng và nằm Ôi, xuống. rope chết quả đấy là khó rồi. Khó lên lên quá. Ui. Không, tôi nhầm. Lên nó bắn thế thì chịu. Vào tay quá. Rõ ràng quả đấy bị ép góc rồi, à, bắn lỗi. Map này hình như là T sai phải, tôi cũng không xem. Thế tweet nó tự tin thế là bắn mấy quả nó khét quá. Chiếm mít này, tôi cảm giác phê đau này hơi dở hơi. Nên đánh vào một bom hơn. Ui, electronic đen đấy. Electronic của này đen thế. Mù ra trách quả tham minh đẹp thế rồi. Xoay 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 thế nào. Để tao tiếng game to đó đấy. Tiếp theo hoặc nghĩ đến thử ngũ lưu, có lẽ là bên phía team Navi họ cũng thấy rằng việc cứu bom hiện tại đang là quá khó, và sẽ là bỏ và để cho các thành viên phía team FaZe Clan vươn lên dẫn trước. Navi tâm lý đéo thoải mái tí nào, có mỗi Perfecto nhìn trông vẫn đang tập trung mãi lên. Cả hai đội mấy anh em trông trông tiều thế, chịu một cái giá rất đắt mà lượng tiền không phải là quá nhiều đâu. Nét đẹp kìa, Boki yếu luôn. Ôi, Rain quả này bị lóc à? Ôi, Simple nó cũng không biết. Tuyết tự nhiên pick người ghê thế. Tuyết trận này kiểu map này kiểu hợp với tao, pick người ghê đấy. Gặp rất nhiều những sự khó khăn ở cục mid đồ bởi những góc bút của DMQQ cùng với đó Sam Dayang rồi. Nhưng ít ra là vị trí của mid cũng đã kịp thời trade được một mạng. Nên thế trận vẫn đang là 4 vs 4 đến cả hai bên. Chủ động áp sát vào của bom side B đến từ các thành viên team FaZe Clan đi dẫn dắt split khó. Perfecto có được cái đầu quên và vẫn còn không biết thẳng gần đâu. Không, đó là vị trí NPL thì đoán được điều đấy mà. C4 đã rơi và đội FaZe Clan đang gặp khó. Simple bao được máu Carrigan và giờ thì FaZe Clan sẽ làm gì tiếp đây? Đang còn quẩn hết sẵn sàng trả ra. Simple chết kìa. Bắt được Carrigan rồi. Twist 1 vs 3, bài toán quá khó giải dành cho anh chàng này. Vừa nói cọc xong cái bắn gây thế. Bây giờ thì với một quả đấy không hiểu sao bên Fay lại vội vào B thằng Rook, vội vào pick người thế nhỉ? Quả đấy Tuyết đang pick được người ngon rồi, tôi không hiểu lắm. Chắc là đoán ở cái đoạn đấy có thằng bắn gần thì búp ra ăn luôn. Kẹp là quả này đẹp quá. Tôi nghĩ quả mù cũng chả đủ đâu. Kẹp quả này đẹp quá. Hai thằng cơ mà. Ôi. Đấy, khó lắm không vào được. Và với quả smoke này thì là một cái thế trận quá. Và Navi bắt bài tốt quá. Khi mà Electronic cũng đã chủ động để Simple bắn 2A và bắt bài bắt được Twist thành công. Sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ hai dành cho Navi, chứ không có nhiều cơ hội dành cho bộ đôi Brocky và cả Rope ở trong tình huống 2 vs 5 như thế này. Và cẩn thận. Không giải thích cho tôi tại sao thằng Simple lại để cái tóc đấy nhỉ? Tôi khó hiểu. Trước nó đang để bình thường, tự dưng tại này nó cứ dị dị quái quái nhỉ? Biểu hiện của mấy thằng xem phim hoạt hình nhiều quái sao? Có lẽ Navi sẽ phải tổn thất nhiều hơn thế. Round thi đấu này thì các thành viên team FaZe Clan chỉ có thể dựa vào khẩu AK trên tay của anh chàng Lucky thôi. Ô, Carrigan nó chui mẹ nào. Mình bên trong bom side B thì cầm một khẩu Glock và tank B như thế này thì hy vọng bắt được ai đây. Đó cũng là một tình huống bắn tay không thực sự tốt đến từ Carrigan nữa. Không có một viên đạn nào vào đầu của đối phương cả. Nên phải để Lucky pick người ấy như nào. Nước phi vào dở hơi đấy. Quả này ép góc đẹp này. Quả này bên này ép góc đẹp lắm rồi này. Đấy. Ok chưa? Perfecto chỉ đổi được 1 FPL nằm xuống. Simple chưa cover được cho đội Electronic. Đó, nó mắc phần nơi rồi. Giờ đi tìm thấy Electronic là dở hơi. Đấy. Và Electronic tiếp tục tỏa sáng thêm lần nữa. Rain có lẽ sẽ chỉ... Mẹ trái. Tôi đang định nói là Rain có lẽ sẽ chỉ cố gắng bắt súng nhưng tham mình của anh ta sẽ lại hoàn toàn lệch với vị trí của Simple. Lose bonus. Lại bút lại pick tiếp à? Đó. Nhưng lần này thì có quả flash là lên là được mà. Hình của team Navi. Phải có quả flash. Dễ dàng. Nhưng đây sẽ là một tình huống có thể sẽ là bóp flash để Rain có thể tăng vào. Smoke này đôi khi anh em thấy quả lửa cửa ấy. À có flash này. Đấy. Sẽ là quả flash. Ui Electronic bắn chết hết. Ui bắt bài Navi thì bắt bài tốt thế. Nó đang rơi ở vị trí cực kỳ xấu. Mấy anh em đi đâu cũng gặp Simple mà. Cơ bản Simple căng ngắm cho một ông ông kia quay mặt lúc nào cũng thế. Hai lần rồi. Navi họ được quyền dồn hàng tấn nhân sự ra khu bit này chỉ để có thể trông quả C4. Bây giờ thì FaZe Clan bí rồi. Round full buy, ý tưởng của họ cũng là hay. Tôi nghĩ rằng nó đã có thể hoàn hảo hơn nếu như thành viên bên phía FaZe Clan tính tới một quả lửa. Không, họ muốn chơi bất ngờ. Không, quả đấy quả lửa cũng chết thôi. Team Navi là quả đấy quả lửa cũng vẫn chết. Trên cái map thi đấu
Cái quả lửa, cái cửa nó chỉ cháy ở cái cửa thôi chứ nó không phải cháy sát phải. Phải có 2 mít. Bọn pro nó chỉ ném cái quả lửa vào cái cửa thôi. Lửa hoàn thua. Bởi nó kẹp chuẩn quá, chịu quá. Trừ khi Electronic chớ. Ui, Brookie nhảy xuống làm mạng này bây giờ. Và giờ thì đội hình của team Navi họ đẩy ra, nhá một nhịp phát hiện có người ở khu mid. Vẫn đang giữ được quả bom ở khoảng tầm 25 giây. Nắm lại còn bom rơi. Rõ ràng là quá khó giải. Lại còn ăn thêm một viên đạn ốp xuyên tường nữa thì có lẽ rằng rope cũng không thể nào trụ lại quá lâu. Xin bố chạy luôn. Nhá ra một nhịp nhưng vẫn còn chốt chặn mang tên beat. Lý quá tốt đến từ cái này cần phải bao thôi, lắc đầu cái đéo gì nữa. Ông ta bị bắt bài nãy giờ. Rõ ràng đang vào được B ngon, tự chui ra A phát, xong lại đi mid một phát. Em khó hiểu hay. Đấy, thằng Simple nó cũng nhận ra vấn đề là ở B đang yếu, nó lại về ngắm B kìa. Đấy, bu flash đã clear này. Ủa, hai quả flash đẹp thế. Lại đẩy rồi. Bài đẩy B bên diễn ra xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua đến từ đội của Navi. Đến giờ đã đem lại được sự hiệu quả. Thế thì Garigan đang bị bắt bài rồi. Cách nào khác ngoài việc phải quay trở về cụ bom xe A. Giờ lại đi vào đúng nhịp thằng Simple. Đi đâu cũng gặp nó, giờ nó lại chuẩn bị chui về mid nó nhìn này. Tốt thì vẫn còn cơ hội dành cho Face. Nó định chui về mid tìm mà. Đây quả này key này, Garigan này. Bọn ông đoán được. Vãi đái. Bố vét 4. Bên kia full đồ, full bom. Với ông này toàn lục tôi bắn gì. Ấy à, cái gần làm thêm mạng Electronic nữa thì thắng. Rồi. Ờ. Hello Cường Nguyễn nhá, cảm ơn bạn nhá. Navi có để thua ở trong round thi đấu dễ dàng như thế này không đây? Có vẻ như là không. Sao được. NPL đã bóc tới đời và Caragon đang phải một mình bắn hai đường. Lượng bom còn lại của NPL vẫn đang là rất nhiều. Và không bắn được đấy chứ. Đầu tiên trượt thì coi như là no hope để từ Caragon. Caragon bắn DE thì khó lắm. Một cái góc đứng map này là map mà các bạn không đi vào chay vào trong bom được, khó lắm. Map là BT các bạn phải buff flash, buff đồ. Đặc thủ của map này thế vì trong bom nó nhiều chỗ đứng quá. Phải đánh split nhiều chứ kiểu đánh dồn vào một bom khó đi á. Thế nên map này thường bọn nó hay muốn chiếm mid. Ôi, mấy anh em mày định đẩy luôn này. Buff flash đẩy luôn à? Nhờ ơn, không buff ạ, đẩy luôn. Chay từ beat và ngay tức đã phải trả giá đắt. Nghĩ rằng về một tình huống bóp flat đẩy nhưng không. Rõ ràng không có nhiều cơ sở làm được điều đó. Còn Simple thì bắt buộc phải cương thôi vì anh ta muốn cân bằng về người. Nhưng có flat được ném vào rồi và Simple đang sủi. Anh đã sủi về thành công. Có lửa được trả vào. Và tạm thời là bom xe. Về đánh full B được. Từ Navi. Connector lợi thế thì vẫn được bảo toàn dành cho Fake Clan. Và khi mà MPL đã phải ra B Connector thì cụ B main sẽ mỏng. Đấy. Fake lại không ập vào. Họ lại đi một vòng về bên kia đúng không? Simple ở khu vực bom xe A. Nó tỉnh thế. Và bây giờ thì đánh ai đánh B. Nó định đi ra xong nó lại quay về nó kê. Tỉnh táo thế. Một quyền nội ý, họ chấp lại, họ kê đời. Và họ có được cho mình chiến thắng. Một round chiếu thành công đến từ cá nhân Rain. Anh ta đã tháo ra được hai cái nút thắt quan trọng để giúp cho Fake Clan mở mang được cái thế trận của mình. Bây giờ thì key round của Navi cũng đã đến rồi. Mặc dù thắng thông 5 round nhưng họ cũng không có tiền để chi trả cho 2 round. Simple lại định đi đâu ấy? Chính xác là 3. Định ra ngắm hầm. Sẽ là một cái tổn thất cực kỳ nặng nề. Nét được bồi vào. À, quả nét đẹp này. Nó khiến cho Beat mất đi 21 HP, một con số không phải là quá lớn. Đấy, cẩu bom từ tận bên bom kia. Tẩu quả sống mốc từ tận bên bom B về bom A luôn mà. Bỏ A. Đang định làm gì tôi đang chưa hiểu lắm. Trông nó cứ lóng ngóng thế đéo nào ấy. Bắt buộc sẽ phải trả đồ. Mình làm gì? Tin rằng tham mình back về vẫn sẽ là kịp. Đấy, hai quả lửa này. Hai lửa bồi vào cục mid. Ở đây quả lửa tiến được trả vào rồi. Mid tuổi đến từ đội của Wasteland. Ôi, nó kẹp hết ở mid. Đang không làm tốt công việc của mình. Hai người chết chay. Các bạn biết tại sao lại ném hai quả lửa không? Mặc dù ném hai quả lửa chả hay ho đéo gì. Perfecto vẫn còn đây. Sợ thằng Simple nó ngắm. Đã quay về. Rain nằm xuống nhưng Brocky kịp thời đổi được một mạng. Không phải double kill dành với chữ Brocky thôi. Chứ quả đấy bò vào mid lại ngon đúng không? Nhưng mà sợ thằng Simple nó ngắm, không biết nó ngắm ở đâu. Thế là mới ném lửa rồi tanh vào với nhau. Nhưng mà nhìn trông là thiếu quả flash. Cái bài lúc nãy đi được nhưng mà thiếu quả flash. À, thằng nó có mù đâu, không cứ đi qua nó bắn nhau với nó. Đó là điều chắc chắn. Quả này có phải là có một cái quả flash bay thì đéo thằng đấy mù được mấy thằng này thì phải ngon không? Ném đập cái tường trước mặt thôi nó đã khác rồi. Giờ lại tù quá lại về full bomb B. Mà thằng Simple nó chở B mấy lần rồi. Nó biết là kiểu gì chả phải quay về B thôi. Tổng lực nữa thôi. Nhưng không còn là bom xe A nữa mà đó là bom xe B đến từ thành viên của team Faceland.
Một người duy nhất tạo anh hưởng thủ cho Anubis đâu, anh hưởng thủ cho set 2 Anubis chưa có. Ấy à, ấy à, hay thế nhở, hay đấy, tôi nhìn là tôi cũng hiểu, hay phết. Cũng tính là bị, cũng tính là việc bị ngắm, không ăn thua, nó kẹp ở đây đông quá. Sẽ có giết là simple à, giết là simple thì bay ra, biết đến đâu rồi. Biết là biết đến hầm rồi, đấy thấy không? Rồi. Biết lộ luôn rồi, bắn luôn rồi, biết là định bắn luôn. Và Bit rất khó để thể đẩy ra ngoài khi quả lửa ngoài ta chưa trách được cái gì cả. FaZe Clan không cần phải vội, Bit mới là người cần phải vội hơn. Wow. Và Bit không thể vượt qua Brocky. Quái đẹp, đẹp kẹp thế, đẹp thế là vẫn thua. Quái này đẹp thế rồi nhờ. 2 vết 4 này. Người rotate về như là của Electronic thì không thể làm được bất kỳ điều gì cả. Rồi 2 bị loại rồi em ạ. Về pha 1 vết 2 cuối cùng thì rõ ràng là quá 2 vết 4 đấy. Ở map thì đồ Anubis, đây là map thì đồ đánh Anubis. Đánh B, đánh B tiếp. Trong mouse size không phải là quá đẹp. Cũng được. Cũng được, nhưng mà nó đang đẩy mid kia. Một map Anubis vẫn đang diễn ra với một chiều hướng rất căng. Và lạm lần nữa FaZe Clan muốn thử sức ở khu vực B main. Rain chủ động lộ tiếng B connector để thu hút sự chú ý của Na'Vi. Đi B rồi. Còn lại sẽ tràn vào từ B một cách dễ dàng hơn. Lại là tơ flag rất chuẩn xác. Cái gì cơ? Na'Vi đang sắp thắng rồi. À không, Na'Vi sắp thắng rồi. Cảm ơn Nen Space nhá. Chỉ đổi được một thì rõ ràng là cảm ơn Nen Space nhá. Na'Vi sắp thắng rồi. Thứ còn lại đi móc liệu rằng sẽ làm được gì. Đồ đấy phải tôi phải chuyển luồng ngay hả? Lên tiếng. Hello Trần Giang nhá. Cặp đôi Simple và Beat thì vẫn đang chưa về tới nơi. Mà thậm chí đội hình bên Victim FaZe Clan đang bình tĩnh tới mức họ không đặt quả C4 ngay. Họ vẫn chờ. Yeah, Electronic ở ngoài này thì khó. Vào cùng nhau. Nhưng đây cũng là lúc Na'Vi đã vào cái góc đứng đẹp rồi. Electronic thì đã lộ từ trước đó nhưng Simple thì chưa. Mà. Và Simple có được cho mình một mạng làm mềm thêm một drop. Và quan trọng là cái lượng thông minh này, cái lượng thông tin này đã được Electronic thu về. Ôi. Sẽ cần phải đẩy ra chuẩn nhưng không được. Đây là MP9. Trời thế không được AK. Và Electronic một vé sai. Thì quá khó dành cho anh ta rồi. Bom đạn rất nó bắn cục quá. Nó giải quyết một vấn đề là đấu súng luôn. Tự dưng hai team này bắn với nhau cảm giác nó cứ căng căng cân cân. Bản lề tiếp theo. Một kỳ rào nữa dành cho. Nó bắn đúng là nhịp của nhau. Chả bù cái trận phây gặp BNE nó loạn vãi. Em cái trận pha xe gặp BNE nó loạn hơn hẳn. Phát hiện ra điều gì đó, người ta không biết rằng đây là hai người chứ không phải là một người đâu. Carrigan bắn lỗi luôn. Lấy được cái mạng Carrigan. Và với lượng máu là 41 HP này vẫn quyết định là cường gọi thêm người đồng đội của mình là Perfecto thêm nữa. Blast được bóp vào nhưng Elix vẫn cực kỳ tự tin, bóp được trả ra. Ui. Đây là Tham Minh cực kỳ nhạy cảm, Thúy tận dụng nó để thể cân bằng về người. Ngoài đánh A đẹp quá. Bên phía cánh trái từ trước. Còn này cho đánh A đẹp quá, quan trọng biết có đổi mấy, biết đổi hai thì còn có cơ hội. Trông khó quá. À. Tới tôi đến nơi rồi. Nhanh hơn. Hai. Vì hai người thủ của bóng rồi, xong rồi, ngon rồi. Máy thế Perfecto đến nơi mẹ. Cặp đôi của Na'Vi đang chơi rất tốt ở bên trong side. Hay thế, hai anh em quẩy hết. Perfecto, hai người làm hết và 8-7 dành cho bên team Na'Vi để kết thúc lượt thi đấu first half này. Ra để có thể thử sức. Nhưng lượng máu mất đi từ Na'Vi lên ba ca lại em donate 100 đô la Mỹ nha. Side B một mình Rain phải chống chọi với 4 thậm chí là 5. Cảm ơn bạn nên thích chơi stream nhá, cảm ơn bạn nhá. Đây 3.000 like khó lắm. Và quả C4 sẽ là được đặt. Các bạn cho xin một like một sub cái nhá, cho nên 3.000 like cái nhá. Hô biến hộ cái nhá. Chết chai pha này thì là khó. Là vì trong khó rồi. Sự kiên nhẫn của Rain đã được các người đồng đội đáp lại. Đấy, tôi phải nói khó cái đó lại thành dễ ngay. Mẹ. Ông thần Genix mà các bạn. Và lợi thế. Bây giờ các bạn thích team nào tôi cổ vũ cho, tôi Genix cho được. Brocky vẫn chưa thể đẩy vào. Giờ anh ta có check đèn béo không đây? Có kit không? Không có kit. Quả Perfecto làm quả flash pop. Còn Perfecto vua Clash. Đội của FaZe Clan họ retake đơn giản hơn. Và chỉ còn một mình Perfecto đây. Vua Clash cái chết luôn. Ơi. Perfecto bóp cả team ạ. Tạm thời thì bắt đầu gọi thêm người rồi và sẽ là một cú đẩy thôi. Nhưng lần này thì lợi thế vẫn gọi tên FaZe Clan. NPM nhập yếu thêm của AK nhưng không còn ai để anh ta có thể bắn. FaZe họ lùi về và bắt đầu chia đội hình của mình ra. Bom sai A thì vị trí của Rob bị phát hiện và chỉ còn lại 14 HP. Cần có những sự backup đến từ Brocky. Và thời gian cũng chỉ còn lại là 35 giây dành cho những cái nỗ lực của Na'Vi thôi. Một smoke, một flash. Nhưng quyết định của họ đưa ra sẽ là đẩy vào bom CB và Rain. Rain nằm xuống rồi. Một khẩu AK này. Bỏ Carrigan lại một mình. Carrigan có lửa để buy time. Nhưng những người đồng đội cần phải về thật nhanh. Brocky đã đến nơi rồi. Flash bóp vào. Không được. Hai NPL cứu ra này các bạn. NPL đang làm tất cả mọi thứ.
Nhưng Bokri vẫn còn, Beat đổi mạng là nhanh và bỏ lại gốc một chết cháy. Một phép 14 HP. Karin còn đấy chết cháy, phí đấy. Clutch. Tôi không tin là Vinci Group có thể làm được ở trong pha thi đấu này. Nhưng bất ngờ thì hoàn toàn có thể xảy ra. Và liệu rằng Group có thể làm được hay không đây? Trước mặt đang là Beat, timing cần phải rất chuẩn đến từ Beat vào giai đoạn này. Group bây giờ đã biết Beat ở đâu rồi. Chết rồi. Nhưng ngược lại thì bên phía team Na'Vi cũng có thông tin về player cuối cùng của FaZe Clan. Và không còn yếu tố bất ngờ nữa thì bắt buộc phải là đi xếp súng đến từ thành viên của FaZe. Thêm một round nữa để có thể nâng tỷ số ra thành 11-8. Round thiếu này thì đang là những cái áp lực ở khu vực bom side B, nơi mà đội hình team FaZe Clan có 2 người. Đây là góc đấy nhìn được à? One way và điều đó khiến cho Simple biết được và lượng máu anh ta mất đi không phải là quá lớn. Những lợi thế vẫn được bảo toàn dành cho dòng vàng. Có vẻ giai đoạn đầu tiên từ các thành viên của team Na'Vi tính đến việc đánh nhanh vào bên trong khu vực bom side B. Sau turn swap ban đầu để có thể nghe ngóng động thái của đối phương thì họ đang chủ động chậm lại. Đây sẽ là turn thứ hai, turn đánh thật của Na'Vi vào thẳng bên trong. Và đội hình của FaZe Clan đang lộ rồi. Trước sức tấn công của Simple và NPL, Electronic cũng đã lên tiếng. Giờ chỉ còn lại Brocky và một khẩu Scout, một vs 5 Ace Clutch. Nó là điều chưa bao giờ từng xảy ra. Bắt buộc phải là đi, nó đi lùa luôn à? Thôi. Có một khẩu M4 dùng tiếp trong round sau đó. Cái đi lùa hết luôn nhỉ? Na'Vi không muốn để điều đó xảy ra. Và tẩy được toàn bộ súng đến từ đối phương, đến từ đội hình của dòng vàng. Còn đối với cả FaZe Clan, phải để hết B-Long à? Nó lửa nó để cái gì? Ui. Ơ mấy ông FaZe khu vực B-Long nhưng nhìn cái lượng vai đái ạ. Ôi trời ơi, chưa thấy mặt địch đâu. Mỗi ông còn lanh quanh khoảng tầm từ 30 máu. Như này thì cứ một viên AK là một người, một viên AK hút là cho một nó bê lâu nó hết eco. Đây sẽ là cơ hội để cho IKQ đây. Quá đơn giản và dễ dàng. Tactic. Lần đầu tiên chúng ta có một góc quay kiểu như thế này. Anh đang định bảo góc nhìn thứ ba. Góc nhìn thứ ba nhưng mà vẫn có tâm và vẫn có được một cái góc nhìn phần nào đó toàn cảnh. Khá hay, khá thú vị. Quay trở lại với diễn biến chính đi. FaZe Clan nó đã đẩy được khu A-Man rồi. Và các thành viên bên phía team Na'Vi nếu di chuyển vào bom xa mà không cẩn thận thì hoàn toàn có thể bị bắt lại. Còn này bên Stack A2 là A à? Đẹp và đồng đội cũng đang có thể cover được cho anh ta. Đó chính là Rope và Caligan nhá. Để xem là cặp đôi bên phía team FaZe Clan sẽ làm gì đó. Còn đây là kẹp này. Simple. Ôi Rope chết mẹ rồi. Biết làm sao được thằng Caligan đấy. Biết mà. Gần như là một V5. Nó phải bỏ vào, nó quan trọng nó bỏ. Sổ, tôi thấy này chỉ có chết. Quyết định bỏ người đến từ Caligan. Có mạng của Simple. Nhưng Perfecto còn ở đây. Twist đẩy lên thì cũng chưa thể truyết kill được. Khó. Khó. Quả đấy Rope phải giết được người cơ. Kỳ mỏng. Caligan nó cũng đen. Nào. Mỗi Simple đi. Twist thằng kia nó lại nó cây móc luôn. Thể đi xếp súng. Ở đấy mà ăn được một đoàn tàu thì ngon. 464 utility đam. Chắc chắn nó cũng phải chiếm 1/3 là nhờ cái quả lửa trong cái round thi đấu số 17. Nhưng khoan nói về chuyện đó đi. Đây đã là key round quan trọng của FaZe Clan rồi. Họ không được phép thua. Nó đơn giản là như vậy. Và đây là một round mà khẩu ốp của Brokkie cũng đang có một góc tế mít là đẹp. Kết hợp thêm sự xuất hiện của anh chàng Twist nữa. Sao quả này sống Brokkie chết thế? Rất nhiều đồ được dã vào, flat pop vào. Vị trí của Twist quay mặt cũng bắn y hệt như Simple với cả Electronic lúc nãy đây. Pop flat, nhưng bây giờ nhưng mà quả này ông Rope lại mù cơ. Áp lực của mid là quá lớn. Nó về Twist Z đi nhỉ? Ông nào đứng cùng Brokkie ấy mù mà. Twist Z, Twist Z. Mid thì lại có mặt ở trong vùng bom xe. Quay mặt mù. Thực sự phép họ đang vỡ trận. Còn quả lúc nãy thì Electronic không mù nó bắn chết hết. Mid đang được đơn giản thế thôi mà. Hai cái hai bên làm giống nhau với nào đấy. Ây long cơ. Lửa bồi vào để đẩy NPL ra. Nhưng nó vẫn chưa đủ đam để hạ của anh chàng trẻ này. Đang là hàng tấn. Ôi, đồ được mít, giá mít chết quả này là hơi khó. Nhưng bây giờ FaZe Clan đang có đòn hồi mã thương là rất tốt. Simple vẫn còn ở đây, NPL cũng vậy. Nhưng quả bom lại đang rơi và Karugan đã tìm ra được khe hở bên phía team Na'Vi rồi. 9 HP đến từ NPL, 1v2. Vậy đẹp thế mà Na'Vi còn thua. Và NPL biết phải làm gì đây. Có lẽ là phải trốn và bắt tạm mình cặp đôi của bên phía team FaZe Clan thôi. Khi đây là cặp đôi không còn đầy máu nữa. NPL bắn quả vãi đái. Làm đôi đến từ NPL. Thôi, FaZe thua rồi. FaZe Clan đã thực sự bị shut down ở trong map tiểu Anubis này. Quá tởm đến từ NPL trong pha 1v2 vừa rồi. Quả smoke dần dần mờ đi, anh ta đã có nhịp check lại sát bên phía cánh trái, đã bắt được Rain. Và anh ta biết để này nó đỡ spoil nhá. Chỉ có thể giặt sang bên phía cánh phải. Hôm nay có vẻ đông view hơn bình thường, tôi để này nó đỡ spoil. Hướng lìa tầm nhanh như chớp. Một chiến thắng 10-10 dành cho Na'Vi.
nhưng sau đó FaZe Clan thắp lên hy vọng và cuối cùng cũng chính Na'Vi là đội tuyển dập tắt hy vọng đó. Hơi vội rồi. Không thể nặng hơn vào mặt tâm lý của FaZe Clan nữa. Thấy rồi. Phải lấy đôi khi ăn thêm bóng nữa. Ăn thêm Rain nữa. Rain ngồi im rồi đấy. Nhưng được bao lâu nữa đây, kỳ bê Electronic đã biết tổng Rain đang ở đâu rồi. Brocky đang cần phải chơi solo và Brocky cần phải tỏa sáng trong tình huống xử lý này. Brocky ơi, đã có mã gục đầu tiên. Cảm ơn Sia đến với Mamma Ship. Sau lưng vẫn còn người Brocky chủ động spam nhỉ. Vì spam của hay đấy. Tuy score cũng là Sia em nhá. Bên team nào vì chỉ còn lại một mình thì Super Victor mà thôi, 1v3 là không được. Bại giật. Quả đấy bên Na'Vi bội đấy nhỉ. Vào bắn hai quả lỗi thua luôn. Hy vọng vẫn còn dành cho FaZe Clan ở trong cái sân chơi Major này. Khi mà yếu tố về mặt tâm lý cũng đang là phần khiến cho FaZe họ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Và quan trọng là trong những round thi đấu đó FaZe Clan không được để mất nhiều súng. Quả này mà có quả mù cơ. Ông Tuyết làm gì có quả mù nào. Ông Bách thì cũng không có quả mù nào mà. Mấy ông này bắn chay hết à. Không thể để mất được những cái lợi thế. Lúc định về ném sơ bốc à hay nhá. Ờ đúng rồi. Na'Vi thì họ đang quá tự tin rồi. Đó có quả flash. Này họ lại cắt cử bộ đôi di chuyển được thể thao. Quả này định vào luôn. Ui. Sẽ làm quả flash pop ra này, đến từ Simple. Quả này cấn thế. Vậy thì ban đầu thì Beat cùng Simple muốn pop một quả flash để băng qua smoke. Nhưng sau đó thì Beat nghĩ rằng nếu băng qua smoke này sẽ không thực sự hợp lý. Và người ta chủ động là kê lại để tránh tình huống đẩy của FaZe Clan. Còn phần bỏ mid, bên Faye đang bỏ mid này. Rocky về nơi rồi. Nếu chiếm được mid thành công, Rocky giờ chỉ kê chéo đúng rồi. Rocky giờ chỉ kê chéo đường vào Boma thôi, thế được rồi. Để recut cái đường bên phía cánh trái. Giờ quan trọng là đổi mạng thôi mà. Nhưng họ với cả cái ông đi lurk ở Along kia kìa. Mid à? Đúng không? Bò vào được cái đứng này. Quan trọng là mid nữa. Trả giá thôi. Nhưng trước hết đó là flash và đó là lửa. Nhưng bây giờ Rob nằm xuống rồi, trở lại một mình Twist và Brocky cũng đã ra đi. Twist thì lộ vị trí và không đâu ai đổi tiền mạng cho Twist cả. Bom xe clear. Na'Vi họ đang vào phòng cho Duren và Karika khó, có đi xếp thôi. Hai mạng đi chăng nữa. Thì không sao được quả này. Thì nó cũng không thể nào thay đổi được điều gì cả. Không thể quả đấy Brocky kê rén quá. Cứu đến, Brocky phải kê chi vào đồng đội kia đang khó. Đi xếp bởi vì nếu thua là họ sẽ thua luôn. Ngóc của Brocky nhá được mà. Brocky quả đấy cần bắn cẩn quá. Loose bonus của họ đang từ mức 4 chuyển xuống còn mức 2. Hết tiền, nó sao hết tiền cái dư tài khoản như hồi nào đi lùa luôn. Tiền nhiều mà, bên nào thì nhiều tiền. Chỉ có giáp 1. Căng lắm là farm mát thôi. Ôi, xong rồi. Nhưng mà thôi, Rain nằm xuống. Na'Vi còn khó. Na'Vi họ đang hóa Chalice 2017 rồi, họ sẽ bắt súng và không cho bên phía team FaZe xếp lại được một thứ gì cả. Rất may là Karrigan càng bắn đến giai đoạn cuối này thì tay ta lại càng to hơn bằng một cách nào đó tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ là nó hơi lỗi quá. Nó đến hơi nó qua khởi đi quá, Rob nó đứng nó khổ. Đây là một round thi đấu mà Na'Vi họ chiếm mid quá dễ. Cái góc của Rob nó là góc default rồi. Chỉ với một quả lửa thôi. Bọn nó đi từ mid vào thì rất lợi. Cho đi từ Along vào thì góc của Rob lại rất ngon. Đó là twist. Đây à, cảm ơn bạn Nam Hải đến có membership nha. Chỉ biết chắc chắc nào bị bắn cái gì đó thôi. Electronic vội thế nhở. Twist được chơi game rồi. Thôi mấy ông. Ôi mày đấy. Đang đẩy cao tốc độ và rất đèn dành cái rope đó chỉ là một thủ phát luôn. Phần còn lại của FaZe Clan Bocky sủi luôn đúng rồi. Bắn đi tech tỏa sáng. Beat yếu nhờ. Bocky còn quả lửa. Tất cả cùng nhau di chuyển về từ đường City để có thể retake quả C4 ở khu bom xe A này. Có quả flash nào bút đẹp không nhở. Không có. Góc này không có flash bút. Quả C4 rất là xuống thành công, 3v4. Ôi, Beat nó bắn quả rồi, để cảm thấy. Có lẽ là đã bị hở cái gì đó. Beat yếu này, góc của Beat yếu cũng lượng máu ok. Ui, bắn vào mồm luôn. Beat cũng không đổi được mạng nào cả, Perfect để lộ ra vị trí của mình. Round chiến thắng thứ 10 sẽ dành cho FaZe Clan thôi. Ôi. Không có nhiều cái sự khó khăn đối với tình huống trước của Na'Vi đến từ FaZe Clan. Vội vội kiểu đéo rồi. Đang bắn cái kiểu mà giãn bom của FaZe ra hay hơn. Rất nhạy cảm đến câu đồ cô bom này, bò vào đánh hay hơn tại Play bắn có cover với nhau đâu. Từ đó cứ phi vào là bọn nó bắn trên không hết. Không thể nào đổi được một mạng nào hết. Còn FaZe Clan thì cần tới tận 5 round. Còn này cũng kỳ này. Biệt quá lớn về mặt tâm lý dành cho các thành viên của team Na'Vi. Rob giờ đang cóng rồi, không dám bắn ngoài, sợ bị buff flash vào đổi Phay luôn. Không. Đấy, giờ lại bắt đầu bắn câu bom tiếp này. Chờ tí là bên FaZe hết sạch bom mà. FaZe giờ đang tâm lý lắm. Bắn sẽ bị muốn cẩn thận. Đấy, Rob bắn tít ở phía trong này thì quả này là bên phải chủ động giữ mid mà nên là bỏ A luôn. Nhưng mà bỏ này phải có ngắm cơ. Rob bây giờ phải chui thẳng vào thùng bom bắn luôn đấy chứ. Đứng ở trên này sợ không cũng được. Nó ném đủ bom đấy. Này bắn retake. Nhưng mà bên kia có người lớp xa kìa. Ôi, mid đẩy qua khói sợ hơi à.
chưa ai phát hiện ra Brocky ở đâu cả. Ôi, Rain cũng vẫn đứng lại kìa. Cần phải có mạng. Brocky đang bò, Brocky mà bắt cơ đã to, Brocky Rain về rồi. Nhưng bây giờ thì Beat bò chậm rồi. Brocky các bạn ạ. Vẫn còn đó là Sipo. Beat sẽ bò được nếu như mấy anh em này vào không chết nhiều quá. Electronic sẽ nhầm. Electronic sẽ bò được nếu mà mấy anh em kia không đi nhanh quá và câu được giờ. Cái quả đấy tôi nghĩ móc đã hợp lý. Rất lâu đến từ Electronic hiện tại đưa tình huống về là một vết sai. Vị trí lộ và liệu rằng Papatronic có thể làm được không đây? Chỉ cần double pick nhiều góc quá. Bò mày nhiều góc quá. Đây rồi. 11-15 dành cho các thành viên của team Faceland. Chất tư hùng của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Và tôi thực sự không muốn nó dừng lại một chút nào cả. Ừ, tự nhiên Beat đấy, nó bảo Beat quả đấy đi qua khói dở hơi đấy. Cũng đã đọc bài, đọc đẩy lên trên đấy là hơi dở hơi rồi. Brocky bằng cái sự khéo léo của Smoke bên phải rồi thì cứ giạt hết lên cột mà đổi mạng này đôi khi hay hơn. Tôi nghĩ là như thế. Và bảo vệ chiến thắng dành cho FaZe Clan. Hôm nay Simple bắn hay không hả Hiệp? Tuy nhiên chất Simple đấu bình thường. Vì thì rõ ràng họ vẫn còn cơ hội. FaZe Clan họ chưa bỏ cuộc. Hôm nay ngày hội đá bóng mà anh Bom ở đép đều đi đá bóng. Navi ăn mạnh y ơi. Vừa đi đá bóng về kiếp Hà Nội nóng. Hôm nay Hà Nội nóng thật, hôm nay Hà Nội nóng vãi đai. Chết con mẹ luôn. Đồ trên người của chúng ta không phải là quá nhiều để đối thủ à. Bao nhiêu? 105 mẹ may quá về sân. Anh 114, 113 anh bị lag. Anh mà để like là nó luôn lag. 110, 109, 108, 107, 106. Gặp được thôi. Đi dây tự căn đi. Nhá check Electronic chưa phải là đâm quá sâu. Brocky cũng đã xuất hiện ở khu vực middle rồi. Navi họ đang dần dần chiếm được cái Navi của này. Ở trên cái map thi đấu này. Không, vẫn đủ đồ để vào đấy. Quả C4 vẫn đủ đồ để vào một bom đấy. Chuyển về những vị trí khác. Nè, bom này đang bắn đi phâu rồi. Hai smoke. Đủ đồ. Map này hiện tại của Navi chúng ta chưa thể. Map này map T đánh B nữa. Nhưng với việc Beat vừa mới bị bắt lại thì chắc chắn là Navi sẽ có cho mình một tình. Rob squad hơi ít. Navi giờ thì đang tăng tốc rồi. Bi Connector đã chiếm được. Bi bên cũng có người. Electronic vẫn đang lướt Beat. Một bài đánh B từ cả ba hướng. Nhưng cả người bắt được hướng. Rain cần phải kiểm soát hướng online. Double kill dành cho Rain. Triple kill dành cho Rain. Và 13-15 dành cho Paystan. Một cái timing lắc ra phải nói là rất nhạy cảm. Còn cái sự tinh của Karigan đã được thể hiện trong tình huống kê trì vừa rồi của mình. Simple đã đứng kê ở đó rất rất lâu. Nhưng Rain không hề lộ. Mấy anh em gáy vãi. Và đến khi Rain lộ, Navi muốn chơi một canh bạc tất tay rồi. Ôi, mấy ông này mua hết luôn à? Đâu, hát bài thôi. Tìm kiếm chiến thắng và liệu rằng bom sai B của. Ôi, đẹp này, Navi quá, quả này đẹp quá. NPL đã di chuyển được vào. Bên phây nó sủi. Đang kéo theo sau. Đội hình bên phía phía sàn cho đối phương đặt bom bên phía cánh phải. Karigan spam ác thế nhỉ. Để retake cùng nhau. Một đội một đến tất cả hai bên. Và bây giờ thì Navi có thời gian để có thể chọn được cho mình những vị trí đứng đẹp. Lực lượng súng lớn của họ chưa hề được cải thiện. Họ không nhận được khẩu súng lớn nào đến từ tương lại Navi sẽ thua ở OT3 24/22. Cảm ơn là tiên tri. Cảm ơn bạn nhé. Lên tiếng. Bên phây của đã bắn bình tĩnh quá. Sao này bắn bình tĩnh quá. Còn nó sau Navi vẫn đủ tiền mua. Cái gì cơ? Lúc nãy là Navi dẫn 15 mấy. May mắn cho Sipo là round thiếu rồi đặt được bom. Thế nên anh ta 15-8, 15-9 này không nhớ, khoảng đấy. Loose của Navi bây giờ cũng đã lên. Anh không nhớ lắm, khoảng 15-10 sao ấy đúng không? Rõ ràng những bài đánh nhanh thì nó sẽ luôn luôn đem lại sự bất ngờ. Những cái hệ quả đằng sau đó là một tấn đồ của Fatman họ đã giữ từ giai đoạn early game, họ sẽ dã vào từng. Không, sang giải đấy hết set go rồi, sang set 2 là không tính nữa rồi. Sao mà phải buồn. Ê à, cảm ơn bạn đầu tên nhá. Brocky có ốp, còn Simple thì không. Ui, Rob đẩy quả này, hai con đẩy quả này nhạy cảm thế nhở. Rob bắt được vị trí của Beat. Đẩy quả này nhạy cảm đấy. Ôi, mèo rất lớn từ phần xa giai đoạn đầu tiên. Cảm ơn Trường Nguyễn nhá. Rất cần với loạt thi đấu overtime cho anh Việt ơi. Có phải tội yếu nhỉ? Điều đấy. Trời đất ơi. FaZe Clan họ đã đem được một lợi thế cực kỳ quan trọng ở thời điểm này. Rob. Đấy, tao lại xoay. Thằng đã tự tin sau okay. Một tình huống lại. Lại tiếp tục. Lại xoay. Một tình huống đẩy đến ở một cái khoảng thăm minh mà có lẽ nào vì không tin được vào. Bây giờ thì ở trục mid đang đúng, đẩy qua đấy bất ngờ quá. Electronic thì tành tình huống này bắt buộc sẽ cần phải có mạng. Tuy nhiên cái trục mid này FaZe Clan họ đang bỏ hoàn toàn. Họ back về bắn 3A. Sai nào bắn chắc sai đó. Vẫn còn lửa, vẫn còn smoke.
Và bây giờ thì Fake Life quả này điểm quá rồi. Được phép mắc sai lầm thôi. Thì họ vẫn cứ có thể chờ đợi và vào những thi đấu overtime. Brocky sẽ là người duy nhất nhìn lại trụ bit cho các thành viên bên phía Team Faceland. Có hàng tấn đổ của Na'Vi dã dài được thể phế đi anh chàng này. Quyết định của Na'Vi sẽ là quay trở về đánh bom side B. Và lại một lần nữa chúng ta cần phải chờ cặp đôi lão tướng của Faceland lên tiếng. Karrigan và Rain đã làm rất tốt giai đoạn vừa qua. Không ngắm về. Lần này thì sao đây? Cả Brocky quay về. Faceland khỏe đã biết rồi. Về đồng quá. Biết Na'Vi đang muốn đánh đi đâu rồi. Câu hỏi là có làm tốt để không thôi. Pick từ người đẹp thì lại mất kia đổi luôn. Thời gian còn lại cho Na'Vi không phải là quá nhiều. 10 giây và tan vỡ đến từ Na'Vi chẳng. Một pick simple. 25 đồng là không được. Cảm ơn YouTube nha. Sẽ có overtime. Vãi cả cư. 6 round thi đấu chiến thắng thông. Vãi đấy, phải comeback quả ghê thế. Không giống như chúng ta đang được theo dõi một trận chung kết sớm của kỳ Major năm nay vậy. Rất cảm xúc đến tất cả hai đội tuyển, ai giành chiến thắng thực đều xứng đáng như nhau. Và loạt OT tới rồi. Hãy cùng chờ xem Faceland hay Na'Vi sẽ là đội tuyển đầu tiên đem về cho mình một round thi đấu chiến thắng đây. Khởi đầu vẫn đang là Na'Vi với những pha di chuyển ở quanh khu vực mid. Với những góc đứng như thế này có vẻ họ đang tính đến một bài đánh mid to me. Okay. Nhưng ở bom side B, đây đã là nơi mà Faceland chôn cơ hội của Na'Vi để có thể kết thúc map Anubis ở 3 round thi đấu chính thức. Lần này Na'Vi đang muốn làm lại rồi. Chắc là hợp lý không đây? Simple nhìn ra được Karrigan rồi. Những viên đạn của anh ta... Cảo luôn mà, khủng thế. Ui, Karrigan nó yếu vẫn là một. Karrigan lại có đó, chúng mèo của tiên trước kỳ. Ai, nó anh chết kìa. Perfecto, headshot đi chẳng quên. Đẹp quá rồi, round này còn thua thì chị. Quá đẹp. Brocky đang tăng với tốc độ rất cao. Liên tiếp là những viên đạn spam nhưng nó không hề chuẩn vào vị trí của Simple. C4 được đặt xuống. Lượng bom mìn của Faceland bây giờ chỉ là một smoke bom lửa của Rob mà thôi. Lửa đã được trả ra ở khu vực B connector. Điều đó khiến cho Perfecto phải đẩy ra một vị trí khác và Brocky là người khai thác được. Nhưng bây giờ Simple mới là key player cơ, một mình anh ta đang kê hai đường. Vãi cũng xem tham mình của Simple. Simple bị hay thế và Simple nằm xuống. Brocky bắt được FPL. Và bây giờ Beat có lửa. Beat bắt được Brocky. Quả lửa sẽ câu kéo một lượng thời gian lớn của Faceland. Nhưng rõ ràng Fed họ có kit. Thêm nét được bồi vào và quả nét. Ui hay thế. Vâng bây giờ thì đeo kịp mà. Thời gian đó là lỗi của Brocky. Beat bắn hay quá. Những tay đang trẻ của bên team Na'Vi. Nhưng quả này có quả nét hay thế. Khó hơn lên trời. Nhưng họ làm được. Là của nó nhỉ? Quá khủng khiếp đến từ vị trí của Beat. Chỉ có thể nói là như vậy thôi. Faceland đã chơi rất hay rồi. Cho tới lúc mà họ phải đối đầu với Beat. Này Blet luôn mà. Thế nào cũng thế. Chắc do mạng của anh rồi sao ấy. Thôi tạm xem tạm mày. Mẹ còn hơn là đéo xem được cái gì. Không sao. Ồ ok. Na'Vi bạn nhầm Simple bắn ốp lại hụt nhiều thế nhở. Đoạn này căng rồi. Đoạn này đang căng con mẹ rồi. Em hiểu luôn á. Simple này nãy overpass ở sân bóng xem mấy quả Simple bắn hụt ạ. Cay thế. Còn mấy quả dễ ngày xưa thì mồ giết hết. Ôi ôi đất. Thứ mà họ nắm trong tay là cơ hội lên đến 17 đều ơi đang dần dần nhỏ. Ôi khó chịu thế nhỉ. Tôi xong rồi. Khó rồi. Khó rồi. Trời ơi. Cái gần quả đấy nó đẩy vào não thế. Rain mạnh khó nhằn khó chịu nhỉ. Đi mà. AD mà. Đốp mặt. Chẳng biết phải làm gì hơn nữa. Tham ao, có tham ao không ta? OT có được thêm tham ao không nhỉ? Không em ơi. Móc đâu ra? Khó rồi. Không có. Đéo phanh được momentum bọn này cút rồi. Đéo ổn rồi. Nhưng lại mắc phải một sai lầm ở một cái thời điểm mà đáng nhẽ ra nó. Trời ơi, Na'Vi phát Obroki 33 mạng à? Kinh người. Obroki thì là mạng cao à. Obroki bắn gây. Ui, quả này comeback vãi chưởng ạ. À. 8-15 mà lên 19-16 thì nếu biết về nước là đúng rồi đấy. Và không biết là hy vọng của bên phía Na'Vi có chết cùng round thi đấu vừa rồi hay không. Ôi hay, giữ được hai súng. Nếu biết là symbol còn áp bằng ấm, à áp được. Na'Vi bị comeback quá. Karrigan lại đi tiếp này. Na'Vi nó bắn cái chỗ này là toàn bỏ anh nhỉ? Hay là cái chiến thuật? Lúc lúc này nó không bỏ đâu. Nó toàn bỏ chỗ này, em để ý nó bắn với Monte hôm trước nó toàn bỏ nữa. Mà lúc nãy nó có thằng Simple ra kẹp với thằng Electronic chứ còn bắn được.
Cái mid bắn một người khó bắn lắm. Nào nào nào. Hai. Hai. Flash. Ôi flash đẹp đấy. Và đó là hai vàng dành cho bộ đen. Hai. Hai. Trải nghiệm Minecraft. May quá. Từ từ để anh về lại YouTube đây. Anh về lại YouTube. Chồng có mẹ. Và Minecraft. Mù con mẹ. Mù con mẹ mắt. B-Man thì đúng hơn, không phải A-Long. B-Man xin lỗi các bạn. Nhưng ở thời điểm này thì có lẽ có là khu vực nào đi chăng nữa chúng ta thậm chí biết còn suýt nữa dứt điểm đi được tên Rocker. Đéo, cùng nhau nhìn lại và xử lý đẳng cấp này đến từ bộ ba của đá B-Man trong bóng sai bề. Ui. Một round nữa thôi. Ôi nhà thằng Rocker rất điên rồi. Vẫn rất căng. Vẫn là NPL và Perfecto là những người khiến cho bom sai B của Na'Vi trở nên chắc như đinh. 2023 các bạn vẫn phải xem 720p. Có thể họ sẽ mắc phải những sai lầm mà Na'Vi đã từng mắc. MR10 đúng không? Và không thể tận dụng cái match point của mình. Round thi đấu quyết định của loạt OT đầu tiên. MR10 thì áp lắm. Hãy cùng nín thở và chiêm ngưỡng cả hai bên. Round thi đấu bằng chằn chặn. Mỗi bên 1 ô, 4 AK. Còn 4.000 mấy. Và rõ ràng AK lại là một cái lợi thế dành cho bên phía City Side rồi. Nhưng ở trong round thiếu này thì Fate Clan cái áp lực họ đang tạo ra. Cái quả này kẹp bên Na'Vi kẹp 2A là cũng đẹp đấy. Được, làm được. Quả flat lỗi đến từ Rain. A ngắm điều đó không ảnh hưởng quá nhiều thứ. Siêu ngắm B. Siêu ngắm B. Đang bắn đó là này rồi, bắn kiểu giữ smoke thôi. Té, té mới đúng rồi. Té đấy. 3B2A và đây là màn thi đấu FaZe Clan muốn đánh A nhanh. Họ đang tràn vào. Electric có mạng đầu tiên. Double kill và sốc đang chắc đuôi FaZe Clan. Turn farm là tốt đến với chúng mid. FaZe Clan đã chắc rồi. Một quả nết trả ra. Quả nết chư trời giáng đến từ mid A cũng được rút và làm mềm thêm một tí nết nữa. FaZe Clan chủ đài vào thế đéo là được. Bốn người lần. Cũng không có lượng thông tin nào cho không thể vào được luôn. Ở đây thì nó kẹp 2A là không đi được rồi. Cũng hết luôn với đội của FaZe Clan. Kẹp 2A thì đi làm sao được. Cần 18 đều. Blocky có thể bom. Blocky có bom à? Nhưng liệu rằng có là kịp đến Blocky hay không đây? Blocky nó quay trở lại. Một đòn hồi mã thường đến cho Blocky. Nhưng nào thì nó rất bình tĩnh. Nào thì vẫn đáng tê. Chấp chí là hai người. Blocky có thêm một. Blocky không thể làm ở trong pha xử lý này. Quả đấy mà xuyên đôi nhờ. Làm một. Quả đấy xuyên đôi thì lại đái đấy. Sức nóng thực sự là khủng khiếp đến từ một trận cầu đình. Electronic top flag. Không có ai chịu bỏ cuộc cả. IGL mẫu mực luôn. Một lần nữa chúng ta phải chứng kiến xem đội tuyển nào là đội tuyển làm tốt hơn đây. Bom sai B vẫn đang là tương đối chắc chắn. Flag vào. Bên phía của team Na'Vi. Làm sao được? Còn lửa đây chịu. Đang cầm chân được quay ra là bị Hector. Sao thế nhở? Nó dập lửa đi qua luôn đúng không? Ôi. NPL. Dập lửa nó qua luôn ạ. Và bom sai B thủng đến từ quả đấy bất ngờ quá. Quả đấy bất ngờ quá. Một round thi đấu mà đã có. Các bạn Caligan nó nhanh thế. Caligan có mấy quả key thật. Và nó bò được. Phải trả giá cho điều đó. Nghĩ rằng một quả lửa có thể đã là đủ để có thể chặn được khu vực B connector. Nhưng suy cho cùng, chúng ta luôn biết mà khói ở đây có thể dập được lửa. Và đội hình của Fake Clan họ đợi đúng cái nhịp đó để có thể giải quyết Na'Vi ở trong round thi đấu vừa rồi. Round đầu rồi. Quả đấy nhá, nếu mà nó dập luôn, nó vào luôn thì đôi khi là vẫn tỉnh đấy. Mà đây nó chờ một lúc nó mới dập, nó mới vào cơ. Kiểu cái tham minh không để ý. Chính xác là bản thân anh muốn nói, đó là may mắn họ không bắn 2 ốp, chứ không thì bây giờ họ không còn tiền để chơi. Đấy là cái thứ lạc quan nhất chúng ta phải nhìn vào thôi. Na'Vi không đẩy. Round này mà Na'Vi để thua thì họ cũng chả còn cái gì để chơi cả. Còn đây anh sợ nó kéo ngắm vào A, bên phây anh nghĩ là sẽ kéo ngắm vào A đấy. Quan trọng là bắn hội ra chỗ này, Rob đang tanh vào. Còn này bắn 1A mà. Cái vị trí là khá đẹp rồi. Quả lửa này không khiến cho vị trí của Rob bị lộ ra. Còn đối với Sipo anh ta bắt được một ốp của mình chơi các chủ động hơn nhưng... Rob đi mình đi luôn. Và giờ thì Sipo nào? Ủa Rain. Rain có biết bắt người hay chưa? Nửa người cái đéo gì nhờ? Vẫn là mạng dành cho Na'Vi thôi. Cay thật. Vẫn còn hai người BB và cả hai. Ôi Simple vẫn làm thêm thằng nữa mà. Bắt Simple có vẻ đang phải trả một cái giá đắt. Chỉ là một nhưng phải đổi đến tận hai. Và Brocky không thể làm gì hơn trong một cái thế trận căng quá nhờ. Trời như thế này. Và bây giờ thì sẽ là 5 khẩu AK trong tay của Fate Clan.
không cần ốp đến từ Rocky nữa. Ôi, bây giờ lại là người ta bắn kìa. Ôi, đó là 2 đổi 2 mà thôi. Cardigan nó làm quay cam ở đâu? Cardigan chết người ở đâu nhỉ? Chết mẹ rồi. Anh chàng Cardigan không xoay cam ở đấy không kịp rồi. Bắt ngược lại Perfecto và vừa lát xoay cam lờ mao. Thì đây sẽ là cơ hội. Cardigan bắn trận này ghê quá, có toàn giết mấy cái mạng kỳ ấy, sợ vãi nào. Đội hình của Westland có được cho mình câu trả lời ngay sau khi đã đi lên. Thế Cardigan bắn nhìn thấy thôi 25 mạng nhưng mà bắn toàn mạng kỳ ạ. Họ đang chơi kéo co ấy. Toàn đi bắt mà. Ghê vãi đái. Giờ chỉ còn biết thôi. Để có thể biết đầu mình rồi tạo ra một phép màu nhưng một về bà lộ vị trí để trả ra lửa ra như thế này thì chỉ có thể là bị nướng chín đến từ bit ăn được. Nhưng hãy cùng xem nào, hãy cùng chứng thực với nhau và đội hình quả này là quả phi này họ đang muốn đánh vào cụm bom xe A nhưng có khổ ốp kê trực diện với Brocky và với góc đứng này thì không có quả flat nào cả. Nhưng Brocky cũng đã phải bỏ vị trí của mình. Mấy em đang câu đồ rồi, mấy em Nam Vì chỉ đang câu bom thôi. Tốt ở khu vực bom xe A. Bộ 3 BRT đang chấn điểm ở cái vị trí này, phải nói là từ nãy giờ vẫn cực kỳ chắc. Còn hai ông lão tướng rồi. Ở bại đài. Cho Nam ngã thở. Giờ chỉ còn là xem đội tuyển nào sẽ đối tượng mắc sai lầm ở lúc này thôi. Viên rồi. Nào vì họ vẫn đang chậm rãi, họ đã tạo đủ áp. Top chắc đéo dám đẩy ngược ra clear đâu. Tầm này đang căng này rồi. Để bắn default này đấy, bắn kiểu không bắt bài luôn. Pay là bắn đúng kiểu đấy luôn. Ai ở đâu giữ đấy luôn nhờ. Moki lại về bắn ở mid nhờ. Quả này Navi bắn B đẹp này. Lửa đấy mới chắc chích bụng nhờ. Và Karugan đang có ốp. Một điều mà vị trí của Navi họ chưa bao giờ thấy ở trên map. Mày bắt đầu đối di chuyển này, cho Moki về. Đấy, Twin ra giữ mid, Twin và Rope ra giữ mid bắn Zitech A hiểu không? Ui, Cardigan bắn, Cardigan ngắm á. Bất ngờ chưa, nhưng không phải là double kill, nhưng Ren đã có mạng FPL rồi. Moki bắt đầu xuất hiện, Ren đã có double kill. Và một lần nữa Na'Vi lại phải cứu cho mình thêm 2 chính xác là như bên Fake nó không cần phải bắt bài như là bên Na'Vi. Bảo sao quả đấy anh thấy bắn đội default, hóa ra là Cardigan bắn ngắm ạ. Hai ngắm luôn anh ạ. Tại anh nhìn thấy 2B mà bắn 2 rifle thì khó lắm. Đó thi đấu họ đã thực sự. Và đây là có khẩu ngắm nên là mới bắn được hình default được. Hay đấy. Bảo là twist là rope bắn thì còn nghe nó hợp lý chứ bảo chung kết mà, chung kết bây giờ thì nữa. Người nghĩ đến. Đấy giờ quả này Navi còn phải kê đẩy A hiểu không? Sợ lại A nó lại đẩy tiếp. Họ có thể tấn công hay không đây? Khi mà bên này đang là City side. Bên City ném nhanh một bên nhỉ? Mà từ nãy giờ đúng chúng rồi. Ta thấy rất nhiều chiến thắng của các đội tuyển nằm ở bên phía này. Thực ra là phải có lắc. OT1 Na'Vi đã làm được nhưng đó là City side. Đúng. Giờ là T side của họ cũng cần phải bắn hay y hệt như thế. Thế này bọn nó có bắn lỗi skill đâu, trả lỗi skill đâu. Có bản lúc đi vào đổi mạng thôi. 4 người giảm ít. Đứng đây đứng nhau thôi đó. Chiếm mít này. Quá ngán ngẩm với bom side B của bên Team Star rồi khi mà Rain. Bên Fader này toàn bỏ mít nhờ. Nhưng mít cần cẩn thận đầu bên kia quả cũng có. Thế nhỉ? Bắn cho yếu luôn này. Group đã bị spam yếu. Và mít vẫn đang tạo hàng tấn áp lực. Nhưng Rope quá kiên cường, Rope không hề có định muốn lùi về. Rope lại lần nữa muốn tận dụng quả tốc đi. Nhưng Bit đã là người tỉnh táo hơn. Đẹp tổ kiểu thành viên. Chúc Bit mở toang. Và Na'Vi đang tổng tiến công bên trong. Nhoi nhoi đẩy. Có ngay. Ôi, Cardigan làm 2 này. 2 bảng tại Cardigan. Và liệu Cardigan có thể tiếp tục lần nữa hay không đây? Cardigan bắn vãi đái nhở? 2v2. Ôi, nó móc đến nơi rồi. Ôi Simple bắn ngắm đi khó rồi. Nhiều góc quá, trong này nhiều góc quá. Trong này quá nhiều góc, không bắn nổi đâu. Ôi. Không được. Đó là chiến thắng. Ôi bạn thấy Cardigan trận này bắn vãi. Na'Vi thua đúng rồi. Đúng rồi. Đổi mạng không tốt bằng Fay. Fay nó toàn bắn default ấy chứ, nó có bắt bài đâu gì đâu. 5v3 thua. Một tình huống 3v5. Nãy là thua vì Cardigan giết đã 2. Tuyệt lớn lại lên tiếng để giúp cho họ giành được chiến thắng. Một tí nào. 15-9 ạ. Hành trình của Fate Clan họ đến đây như thế nào? Cảm ơn Đen vào hầm sau hại bét thủ lắm. Dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn Đen đi nhá. Đấy, không thể đổ lỗi thằng DPL được. Đây bắn cả team trận căng quá. Hai bên bắn cân mẹ nhau thế đi. Thế mà Key Cardigan ấy bác. Đã biết phải nói gì luôn.